phát âm hiện. À. Rồi nội dung bây giờ là hôm nay ai vào buổi mới thì chịu khó nghe theo lớp nha. Không nhắc lại nội dung cũ đâu. Tiếc là mình đang học hết slide số 1 rồi đúng không ạ? À, xin mời cả lớp bật camera hết đi ra. Chưa thấy một số người chưa bật hết camera. Đây, một số người chưa bật hết ạ. Mời bật hết camera lên ạ. Mà đổi tên đi, một số người chưa thấy đổi tên nó iPhone là ai? Redmi là ai? Rồi còn đặt, có người đặt luôn cả tên là ID của cô. Rồi xin mời bật hết lên, cô cho ra ngoài này. Redmi nào, Lan Trần nào, Phương Chi nào, Thơm nào, Dung Bùi nào, Mr. Phát nào. Mr. Phát sáng nay bảo bật cam mới chạy bứt dép luôn, lớp này có chạy không nào? Không chạy thì cô cũng cho ra này. Cô nhớ lắm chứ không phải cũng nhớ đâu. Sáng nằm ngủ, nằm trên giường học. Nào xin mời, bật hết đi đi ạ. Còn ai nữa chưa bật để cho ra nào? Đúng không ông Phát? Học tiếng Anh nó lớt vớt là cho ra đấy. Không cho nói. Rồi còn ai nữa? Còn ai đặt phát của cô 88 89 89 đây? Bật lên nào. Redmi là bạn nào, tên là gì? Để Redmi. Nhanh lên, màn hình cô nhìn thấy cả lớp đấy. Các bạn nhìn một mình cô nên cô nhìn cả màn hình. Cô là chuyên thế. Mà lớp mà đông là cô để hai máy, hai bên hai màn hình khác nhau, nhìn phát lướt phát biết ngay. Máy của cô nó chế độ không phải là chia sẻ màn hình mà cô nhìn gì đâu, chia sẻ màn hình cô nhìn cả lớp. Dạy nhiều thì mình biết. Rồi Quỳnh Anh hay là Quy Anh này là đâu ạ? À? Có phải lớp mình không? Cho ra. Redmi để cho ra này. Không, chẳng nói gì cả. 89 89 nào. Đấy, thấy chưa? Đối tượng đấy là không phải học đâu. Sáng bận à, sáng bận mới không được học. Ninh Hường cam đâu ạ? À? Không nhìn thấy mặt đâu ạ. À? Quy Anh à, hãy cho ra nhá. Bao giờ có cam thì vào. Ra ngoài. Đấy. Dung Bùi. Cũng cho ra nhá. Thế đỡ ảnh hưởng lớp đúng không? Học nó phải học cho ra học. Rồi xem là còn ai nữa không? Rồi xong rồi. 100% rồi. Hai bạn không người cô cho ra rồi. Rồi mình bắt đầu nha. Tuyệt vời quá. Rồi. Học phát âm. Ôn lại nha, ôn lại các âm của hôm trước nha. Nhắc lại một chút này. Phần phụ âm của chúng ta thì chúng ta sẽ đi học 25 âm gì? 25 âm phụ âm. Được chưa ạ? Và phụ âm thì có ghi chú đó là sẽ có gì ạ? Bao nhiêu âm là âm phụ âm ạ? Tổng cộng là chúng ta có bao nhiêu âm là âm ra âm ạ? Và bao nhiêu âm là âm ra hơi ạ? Còn nhớ không? Có 9 âm ra âm và 16 âm ra hơi. Ngược lại. 9 âm là ra. 9 âm là ra hơi. 9 âm ra hơi, 16 âm. 16 âm là âm ra âm. Nếu ra hơi thì chúng ta chỉ được phép ra hơi thôi đúng không? Nhà nào âm tắt mic ạ? Còn gì ạ? 16 âm ra âm thì chúng ta ra âm thì đương nhiên hơi nó vẫn ra. Được chưa? Không thể chặn hơi ra được, nó vẫn ra nhưng nó ra ít đúng không ạ? Đó. Và gì ạ? Ghi chú thứ hai còn nhớ không là gì không ạ? Ghi chú thứ hai là gì ạ? Khi phụ âm là âm ra âm ở cuối mỗi chữ thì ta đọc nhỏ hơn 2/3 so với âm trước nó. Đúng không? Âm nào là âm ra âm mà khi nó ở cuối của một chữ thì chúng ta sẽ đọc gì ạ? Volume sẽ gì ạ? Nhỏ hơn 2/3 so với âm trước nó. Đây là keyword để chúng ta chiến thắng phần phụ âm. Đúng không ạ? Đó. Cái này thì ở ngoài kia không ai hướng dẫn đâu.
Không có ai có ghi chú cái này đâu mà nó chỉ dạy một âm này. Ví dụ bờ nó chỉ dạy mỗi là bờ, bờ. Thế vào từ đọc cái nào đọc? Vào từ thì bờ đầu với bờ cuối với bờ giữa như nhau hết. Cũng đọc là gì ạ? À? Baby. Thế xong cuối cũng là chọn bờ. Đúng không ạ? Club bờ. Cũng thế. Tức là tự nhiên là gì ạ? À? Thành hai tiết. Thế là sai luôn rồi. Đúng không ạ? Đó, thế là mình phải có cái keyword đấy để mình gì ạ? À? Đọc nó chuẩn hơn. Được chưa? Ok. Đó, ghi chú như vậy nha. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp âm tiếp theo. Ôn từng âm một nha. D là âm ra âm hay ra hơi cả lớp? Ra âm hay ra hơi ạ? Ra âm. Ra âm. Đúng rồi, là âm ra âm. Rồi, khẩu ý miệng như nào còn nhớ không? Gì? Khoe răng. Khoe răng. Khoe răng. Bè miệng. Khoe răng thế này đúng không? Rồi, bè miệng hai bên nào? Gì? 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 Và từ này, yes. 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 Here. Yeah. Here. Yeah. Yeah. Here. Yeah. Yes. Today. Yeah. Yes. Today. Yes. Today. Yes. Today. Yes. Today. Yes. Today. Rồi tiếp ạ. Yellow. 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 Được chưa? Mình không đọc là giết tới đây, yết tới đây nha. Không đọc yellow nha. Không đọc giết nha. Không đọc gì ở kia nha. Được chưa? Bắt nhau hoàn toàn. Lại lần nữa nào. Cả lớp cùng nhau đọc lại nào. Yes. Yes. Giúp đẹp hai bên. Yeah. Yeah. Yes. Today. Yes. Today. Yes. Today. Yes. Today. Yellow. 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 Xong, xin mời sang âm tiếp theo. Yellow. Rồi, ra âm hay ra hơi đây? Yellow. Ra hơi. Rồi, hơi. Chính xác ạ. Thánh sờ đây. Đúng không? Thánh sờ làm thế nào đây? Hai răng xít nhau, đúng không? Răng để sát lại lưỡi. Lưỡi chặn răng. Đúng không? Âm này thì 100% là lớp làm được, đúng không? Từ này. Sun. 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 Star. Rồi S ở cuối này. Bờ mí môi lại nhá. Rice. 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 Thế mà. Peace. Peace. Nice. Nice. Rồi âm sờ sờ này một lần thôi thì chúng ta khẳng được hết rồi. Âm Jack này. Âm này ra âm, bên ra hơi đây. 50% ra, 50% ra. Rồi âm, đúng không ạ? Nhưng âm này đặc biệt một chút là nó sẽ có 50% là hơi, được chưa? Nhưng thực chất bản chất đó vẫn là âm. Được chưa? Nhà nào mà ồn thì tắt cho cô cái mic đi, cái cô tắt hết đi, nhà nào không ồn thì được bật lên nha. Được chưa? Rồi. Khẩu miệng như nào còn nhớ không? Hết giống hệt âm Z. A giống hệt âm S đúng không? Đây. Hai răng xít vào nhau được chưa? Lưỡi để sát hàm răng bắt đầu này. Cái này răng xịt vào nhau đây, lưỡi đẩy sát hàm răng. Xin hỏi bố. Hai răng xịt à? Chưa. Âm này nếu ở cuối một chữ thì volume cũng giảm nhỏ bằng 2/3 đúng chưa? Bởi vì nó là âm ra âm mà. Vì thế nên nó giảm nhỏ 2/3 lại hơi 50% nữa, cảm giác thấy nó hơi nhưng không phải là hơi đâu. Bây giờ đọc thử nhá. Đây ví dụ từ đầu tiên cái mũi này. Đây ạ. Nose. 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 Nó có hơi ra một chút đâu. Nose. 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 Tiếp theo này. Lose. 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 Hoa hồng này. Rose. 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 Jack này. Zul. 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 Đầu tiên như này nhá. Zul. Zul. Yeah. Tiếp theo không đọc season nha. Âm S thì C nhưng mà âm giữa nó là dần. Được chưa? Đọc này. Season. Season. Rồi. Season. Season. Rồi. Ok. Rồi cả lớp đọc lại một lượt đi. Rose. Kéo màn hình của lớp nhìn. Rose. 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 Season. 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 Nose. Lose.
Lose. Lose. Lose. Nose. Lose. Season. Rose. Season. Mua đấy, đọc chuẩn đấy. Rose. Đâu đấy, đọc đi. Season. 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 Nose. 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 Rose. 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 Season. 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 Nose. 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 Season. Season. Rồi, xin mời cả lớp đọc so sánh giữa hai âm này. Đọc theo cô một lượt đã nha. Sur. 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 Sip. 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 Peas. Sip. Peas. 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 Rice. 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 Rồi cả lớp tự đọc so sánh hai âm này đi ạ. Zip. 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 Rice. Rice. Zip. 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 Rise. Rise. Peace. 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 Rise. Peace. Rise. Peace. Rise. 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 Rồi, đọc thật nhiều à, thế tốt đấy. Rồi. Âm này ra hơi ra âm này. Ra hơi ra âm ạ. Ra hơi. Ra hơi. Rồi, có tên là gì? À, gà. Gà đi. Xem trong này có bao nhiêu gà, đuổi đi. Nhìn này âm S này, sâu thì hai răng xít nhau, nhưng sho thì cong môi, được chưa? Đọc này. Sâu sho. 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 Đấy, đọc thế. Cái này. Information. Information. Cong môi. Information. Information. Ví dụ sau này mình vào câu nhé. Mình vào câu mình đọc là nếu bạn biết thông tin gì về anh ta nhé. À, về anh ta hãy cho tôi biết nhé. Chẳng hạn thế. Thì mình đọc là gì ạ? If you know any information about him, please let me know. Đấy, nó sẽ đọc như thế này ạ. Any information, information. Đấy, đọc như thế. Trọng âm nó rơi từ mây mà. Information. Rồi, information. Đọc thế chứ. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo ạ. Cash. 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 Rồi, ok. Cash. Xin mời cả lớp tự đọc lại. Shop. Shop. Shop.
Social information. Social information. Chưa, xong chưa? Đọc hết rồi đúng không? Sang âm tiếp theo nhé. Nhảy. À đúng rồi. Đấy, bây giờ so sánh S thường và S dài nhá. À. Rồi, âm S này. C. Dài nhá. C. Ngắn này. Ga này. Giờ khác nhau hai luồng nhá. Giờ vào từ này. Hai răng xịt nhau này. C. C. Cong môi này. C. Sì. Các bạn, sure. Sure. Môi này, sure. Sure. Hai răng xít này, sip. Sip. Cong môi này, ship. Ship. Ass. Ass. Hai răng xít nhau, bây giờ cong môi này, ash. Ash. Rồi, sir. Ash. Cong môi này, sure. Sure. Đấy, tự đọc đi ạ. Sure. Rồi, tiếp nhá. Ổn rồi đúng không? Sang âm tiếp theo. Rồi, đây. Âm này ra âm hay ra hơi? Ra âm. Rồi, ra âm. Khẩu miệng như nào? Đuổi gà. Ờ, giống như đuổi gà nhưng chỉ có là gì ạ? Ra âm thôi đúng không? Nào, cong cái môi lên nào. Dạ. 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 Cong cái môi lên được. Dạ. 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 Và từ này. Dạ. Le. Dạ. Le. Dạ. Rồi. Mím cái môi lại nè. Le. Dạ. Le. Dạ. Ban đầu mình đọc nó hơi thô một tí. Cho nó quen đi đã. Dạ. Bây giờ nó quen rồi mới đọc mượt được. Le. Dạ. Tiếp này. Vision. Vision. Cong cái môi đọc thế. Tiếp. Television. Television. Rồi, television. Television. Rồi, again one more time lại lần nữa này. Leisure. 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 Vision. Vision. Rồi, television. Television. Rồi, xin mời tự đọc lại ạ. Tự đọc đi ạ. Television. 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 Cứ cong cái môi lên được mà. Television. 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 Rồi. Được chưa? Được chưa? Cong cái môi lên có cái gì đâu. Dễ thế này mà. Bản chất nó chỉ có thế, nó chẳng có gì đặc biệt đâu mà. Đúng không? Mình không biết thì thấy nó khó, biết rồi thì nó đơn giản đúng không? Một bước là xong. Rồi, sang âm tiếp theo. Âm này ra gì? Âm này ra hơi. Rồi, ra hơi. Âm gì đây? Tên là gì? Tên là gì? Đi ngủ ngay. Chờ. Tên gọi là gì? Chờ gì? Gì? Hôn trộm. Đúng rồi, hôn trộm. Hôn trộm ra hơi. Hôn trộm. Rồi, hôn trộm ra hơi, không ra tiếng. Được chưa? Chứ không phải chờ đâu. Rồi, cong cái môi lên. Hôn trộm. Đúng không? Đúng không?
Trees. Đấy đúng chưa? Từ từ đọc từ. Đúng chưa? Ra hơi thế, cong hẳn môi lên. Đúng không? Rồi, mời vào từ đọc này không được chim nhá, cong cái môi lên này. Chin. Chin. Không được chim nhá, cong môi lên này. Sheep. Sheep. Không được tre nhá, cong môi này. Chair. Chair. Rồi, không được chớt đâu nha. Cong môi lên, chờ đầu, chờ cuối lên thôi nhá. Church. 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 Rồi, march. 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 Chair. 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 Rồi, đuổi gà hôn trộm. Đúng không? Sheep. Đuổi gà hôn trộm. Nào, xin mời đọc so sánh nào. Sheep. Đuổi gà hôn trộm. Rồi. Sheep. Đúng chưa? Đánh đuổi gà đấy. Đúng không? Rồi. Sheep. Một từ nha. Này. Sheep. Con môi này. Sheep. 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 Cong tiếp này. Sheep. Sheep. Âm đằng sau kéo dài ra nhá, nó khác phần nguyên âm ấy. Sheep. Thứ hai kéo dài âm này. Sheep. 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 Mình đọc trước nhá, với cô đọc trước để cho mọi người cùng nghe đấy ạ. Shop. 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 Rồi, tiếp này. Touch. 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 Watch. 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 Yeah. Từ đọc đi. Từ đọc đi ạ. Sheep. 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 Mấy lâu khác cô một người cô học phát âm xong bảo nói vui vui bảo là tập xong phát âm cái miệng dẻo làm gì cũng dễ đúng không? Làm gì cũng thấy mỏi nữa đúng không? Rồi vào từ tiếp theo. Đây, âm này ra gì? Âm mấy hơi đây? Ra âm. Rồi, ra âm đúng không? Rồi tên gọi là gì? Đít vịt 2 phần 3. Đúng rồi. Đít vịt. Ra âm thì đương nhiên cuối một chữ phải đọc nhỏ bằng 2 phần 3 rồi đúng không? Rồi. Âm này đọc như nào còn nhớ không? Đúng không? Chọc. Chọc. Đúng rồi, chính xác ạ. Chọc. 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 Chọc.
Rồi. Thế còn ở cuối một chữ thì giảm volume thì nó chỉ ra là đấy, nó chỉ giảm volume thế thôi. Đấy, nó giỏi như thế, chính xác. Đúng chưa? Đấy, thế là âm nó giảm đi nên nó có một tí hơi ra, đúng chưa? Đó. Đấy là cuối một chữ nhá. Được chưa? Vào từ này. Không đọc roi đâu nhá. Được chưa? Các môn này. Joy. Joy. Tiếp nhá. Không đọc roi nhá. Cong môi đầu. Còn âm cuối thì nhỏ giảm volume này. Joy. Joy. Hỏi là bạn làm nghề gì? Tôi là một thẩm phán. Chẳng hạn thế. Là what do you do? Tôi trả lời là gì? I'm a judge. Chứ không phải I'm a judge đâu nhá. Judge, judge là không hiểu gì đâu. Là gì? I'm a judge. Dạ, hãy đọc như thế. Rồi, tiếp theo. Giọng lớn không đọc lát không? Được chưa ạ? Mình đọc là 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 theo nha, không đọc vi ghép thay bồ nhớ chưa, mà đọc là vegetable. Còn sau này bạn nào mà nghe thấy âm nó đọc là vegetable có nghĩa là nuốt âm. Phần nuốt âm đến phần 2 cô sẽ dạy là đấy là hiện tượng nuốt âm. Tức là bản người bản ngữ trong trường hợp đấy nó sử dụng phần nuốt âm thì nó đọc là vegetable. Được chưa? I like eating vegetable. Được chưa? Còn đọc chuẩn không nuốt âm thì nó đọc là vegetable. Vegetable. Được chưa? Đấy là không nuốt âm. Được chưa? Tôi xin mời cả lớp tự đọc đi ạ. Join. Join. Certain. Certain. Lash. Lock. Lash. Lash. Joy. Rồi, cả lớp đọc âm ra âm trước nào. Chợ. 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 Ra hơi nè. Chợ. 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 Vào từ nhá. Vào từ này. Jeep. Jeep. Chứ phải gì? Jeep đâu hay Jeep đâu. Được chưa? Cong môi này. Jeep. Jeep. Cong môi tiếp này. Jeep. Rồi. Tiếp theo này. Cái cầu nhá, không đọc fry đâu. À không đọc bry đâu. Dạ, đọc này. Bridge. 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 Đấy, đọc thế ạ. Tiếp theo này. Bridge. 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 Tiếp theo nhá. Không được đọc Jerry, tôm mà Jerry đâu nhá. Phải Jerry đâu ạ. Cong cái môi lên. Jerry. Jerry. Cherry đâu. Cong cái môi lên này. Cherry. 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 Tiếp này. Lunch. 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 Ta hơi này. Lunch. 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 Xin mời đọc đi ạ. Lunch. Xin mời tự đọc ạ. Cherry. Thúy Hằng má đang má học cái Cherry.
Vương Vũ học à? Dung Dung Đồng Nai đâu? Để đen si bắt đi kìa. Bật điện lên. Rồi, xong rồi. Ôn xong bài hôm trước rồi. Chỗ đấy là bảy âm đúng không? Những bảy âm thì phải. Hết rồi. Cứ thấy tát cao nó cho ra ngoài. Cứ học. Cho em ăn trộm bưởi tí cô nhá. Trộm bưởi ăn bụng tí, kém quá. Và Loan vào quay không thấy mặt mũi đâu. Bà đang ăn bụng với sao? Và Phương Nguyễn mà quay mỗi cái giá sách để không thấy mặt đâu. Không thấy mặt đâu, chuẩn bị cho ra hết. Bây giờ thấy mặt em chưa? Vào video tiếp theo nào. Rồi, đây. Rồi. Mặt cô giáo hồng hào đẹp thế nhỉ? Slide số 2. Đẹp không? Uống rượu đây. Rượu. Em ra làm cốc. Vừa uống rượu ấy. Uống rượu cho nó khỏe đấy. Trên em đang dịch thì căng quá cô ạ. Dịch ở đâu? Ở chỗ nào? Em Phú Thọ. À, Phú Thọ đang bị nặng đúng không? Nguy hiểm quá cô. Thế à? Vâng. Tự nhiên. Không rõ nguyên nhân. Thế học khóa học lúc sáng chưa? Sáng học chưa? Sáng nay em... tranh thủ chạy ra chợ. Hôm trước thì lo dịch em không vào học được. Ông sáng đang bảo khóa học tiếng khóa học trước. Khóa học bỏ lỡ tiêm mũi vaccine COVID 2 rồi. Tiêm ăn thua gì? Ăn thua gì đâu? Đấy, buổi hai là mũi hai đây. Tiêm cho nó vui chứ còn chống sao được COVID? Trời ơi, đúng vậy cô nhỉ? À, buổi sáng nay là con cũng mà chống khổng mắt. Buổi sáng nay là mũi hai. Tiêm mũi đầu tiên đông nghịt như kiến luôn. Để thế này có mà lây hơn. Học xong rồi mới biết COVID nó ở đâu mà ra nhá. Nguyên nhân nó ở đâu? Thế ạ? À? Chết rồi. Cô cho hỏi cho em hỏi. Thế nên cô bảo rồi mà. Học các bạn sẽ biết là nguyên nhân COVID từ đâu mà ra. Nó biến thể cái gì. Nên cô thì cô có giữa tâm dịch thì cô vẫn bình tĩnh như thường. Làm nào cô giáo chia sẻ tí kinh nghiệm cho bọn em vâng, em lo quá. Nặng cho cái khóa tư duy tâm linh học thì chịu rồi. Đâu ạ? À? Sáng nay à cô? Đâu ạ? À? Cái gì nữa? Đã học xong rồi. Đã học được 2 buổi rồi. Em không được học. Em cô dạy mỗi chủ nhật tuần trước em lo dịch quá, em chạy ngang chạy dọc thế là không được học buổi hôm trước. Sáng nay mới nghe được có 1 tiếng đồng hồ. Em bảo là sáng nay tiêm xong mũi 2 rồi. Ý ông kia là ý ông là tiêu cái này buổi lai mũi. Anh tí anh tiêm nhầm phát đấy nhá. Không anh tiêm ghép theo hai. Hỏi cô rồi. Hỏi cô. Cô được tiêm vaccine xịn rồi. Rồi âm tiếp theo này. Âm này ra âm. Mũi tên là ra âm. Dạ ra âm. Rồi, ok. Your mouth shape. Like đó. Hand shape when you swim. Cổ hình miệng của bạn sẽ giống như kiểu là gì á? À? Tay của bạn khi bơi á. Nhớ tay mình khi bơi như nào không? Your mouth and shape. Shape là khẩu hình miệng. Thấy chưa? Còn nhớ khi bơi là tay như nào không? Đây, chụm vào. Xoay sang hai bên đúng không? Đây là cách kiểu bơi của nữ, đúng không? Nam thì cũng có bơi, nhưng mà nam hay bơi kiểu này nhiều hơn, đúng không? Rồi. Vậy thì khi bơi bắt đầu tay ra chụm này đúng không? Thế này xòe hai bên này đúng không? Đấy, cứ chụm này và xòe đều hai bên này đúng không? Thì khẩu hình miệng của gì ạ? Âm này cũng y nguyên như gì ạ? Hình tay khi bạn đi bơi đúng không? Đây, chụm vào. Xòe ra lên. Dạ, đúng như thế chưa? Chụm vào xòe hai bên.
Rồi bắt đầu nào nhá. Wa. 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 Chứ nếu các bạn không trụ nó xòe ra ấy, các bạn biết là đọc con bài giam gì không? Chính ra trụ ủa, web, website. Có thấy người ta đọc thế không? Website, swim, đúng không? Swim. Đúng không? Web. Đúng chưa? Hôm nay không phải thế đâu, trụ vào xòe ra thì âm nữa đều này. Quả. 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 Từ này. Quả. Thế dễ chưa? Cứ trụ vào xé ra thôi, trụ vào xé ra thôi. Quả, 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 quả. Liên tục vào. Cho nó quen cái miệng đi. Đúng không ạ? Quả, quả, quả. Khánh Như, Thúy Hằng cho ra nhá. Quả, 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 cho ra. Thúy Hằng. Quả, 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 quả. Rồi vào từ. Rồi vào từ này không đọc web nhá. Bây giờ chụp vào này. Web. Tiếp à. Chúng ta lưu ý cho cô hai từ này. Từ ấm áp thì nó là âm o, vì vậy chúng ta không đọc ấm áp là warm đâu, mà là warm. Warm, nó là âm o ạ. À. Được chưa? Cả lớp đọc này. Warm. 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 Còn cái từ bên dưới. Từ. Cái từ bên dưới nó là từ con sâu. Thì nó mới là warm. Bình thường chúng ta hay đọc từ ấm là warm thì là không đúng đâu nha. Nó thành từ con sâu đấy. Warm. Vì vậy nên từ ấm phải đọc là warm. Warm. Ví dụ hôm nay ấm áp, thời tiết hôm nay ấm áp thì nói là gì ạ? À? The weather is warm today. Hoặc là it's warm today. Còn lại là nếu đọc it's warm today thì nó là con sâu ngày hôm nay, được chưa? Từ thứ hai đọc là warm. Chờ, chúng ta đọc đây ạ. Tiếp này, từ đi bộ, nhớ nhá, từ này các bạn hay đọc nhầm với từ từ làm việc lắm đấy nha. Nó là âm o, được chưa? Cả lớp đọc này. Walk. 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 Rồi, walk. 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 Rồi, xin mời cả lớp tự đọc lại. Trụ vào xòe ra mà đọc. Làm đi ạ. Wet. 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 Warm. 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 Wet. Warm. 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 Walk. 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 Swim. Swim. Chưa? Ừ, chưa? Cô đọc lại nhờ tất cả những cái âm này cái ạ. Rồi, đọc lại theo cô một lượt nha. Vâng. Wet. Wet. Tiếp ạ. Wet. Warm.
O nhá. Worm. Worm. Ơ dài nhá. Worm. Worm. Các bạn. Swim. 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 Walk. 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 Yeah. Walk. 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 Ổn chưa? Worm. Worm. Swim. Walk. Wet. Rồi, xin mời sang âm tiếp theo. Đây, âm này là âm biến thể từ âm V-kép. Nó được gọi là K-V-kép. Âm này không được ghi nhận ở bảng kinh tế quốc tế, nhưng trên thực tế là chúng ta vẫn ý, vẫn dùng. Được chưa? Nó không được ghi nhận bảng kinh tế quốc tế nhưng vẫn dùng. Âm này K-V-kép thì chúng ta lưu ý này. K là âm ra hơi, nhưng V-kép là âm ra âm. Nhà nào có hai mic nên nó vọng vọng lại đấy ạ. Được chưa? Thế thì các bạn thấy là gì? Ghép bởi âm ra âm rồi âm ra hơi thì theo các bạn âm này nó sẽ ra hơi ra âm. Ra âm hay ra hơi? Ra âm. Âm. Chính xác, bởi vì âm bao giờ nó cũng sẽ mạnh hơn hơi rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên là gì? Nó đã ghép bởi âm ra âm và âm ra hơi thì đương nhiên hơi nó phải có 50%. Đúng chưa? Nhưng bản chất nó vẫn là âm ra âm. Được chưa? Thì các bạn lưu ý nhé, bạn ghi chú âm này là đọc giống phò, chữ phò của Việt Nam nhưng ra hơi. Quả. Đọc giống phò của Việt Nam nhưng ra hơi. Quả. Quả. Quả chứ hả? Quả. 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 Rồi, xin mời cùng đọc này. Quả. Trụm nhá, bởi vì âm V kép vẫn trụm môi mà. Quả. Nhà nào ồn quá. Quả. Quả. Rồi đọc ạ. Quả. Rồi. Quả. Quả. Rồi, rất tốt. Quả. Quả. Đấy, nó chỉ thấy thôi ra hơi. Nó cả ra âm cả hơi. Đọc lại này. Quả. 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 Rồi, tiếp theo. Vào từ tiếp theo này. Đọc là quarter. 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 Quiet. 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 Quarter. 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 Rồi, tiếp theo ạ. Quality. 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 Rồi, xin mời đọc lại cả ba từ một lượt ạ. Quiet. 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 Quarter. Quality. 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 Rồi, xin mời tự đọc lại đi ạ. Quality. Quality. Rồi, chúng ta chuyển sang âm tiếp theo. Âm hát, theo các bạn âm này ra âm hay ra hơi? Ra âm hay ra hơi? Ra hơi. Rồi, ra hơi ạ. Keyword là gì ạ? Hà hơi. Nghĩa là phát âm như khi hà hơi. Thì cộng ghi cộng là hà hơi được. Bởi vì hà hơi như nào con biết đúng không? Cái hà hơi như nào? Đúng không? Đúng chưa? Mà tôi cảm nhận lên đầy đủ cái gì? Ở trong đó có một sự kết hợp rất hài hòa. Tôi sẽ cho... Nhà nào ấy còn vừa zoom tiếng Anh, còn vừa zoom engine đi ăn dùng như đây. Thế của bạn ở vòng thi này là tất cả các thí sinh còn lại
sẽ phải nấu những món ăn mà do chính bạn lựa chọn cho họ. Nhà nào đây? Nhà Đăng. Cho là khó nhất. Nhà Đăng. Nhà Đăng à? Vâng, em thấy nhà Đăng đang báo. Đấy thì chọn. Nhà Đăng có ra không? Lúc đấy đã bị cho ra rồi. Ai giờ ở thì trong món khó. Muốn thắng thì phải báo chiến lược. Bạn hãy sử dụng lợi thế của mình một cách thông minh nhất. Được phát. Trong đó lại có tên tôi. Trời ạ, có nghĩa rằng là đây, à, xem bạn có đang ở đây không? Cô vừa tắt mic của bạn rồi này. Xem có đang học đây không để cho ra. Cô có thể mở làm. Ông nó ra rồi, ra rồi. Kiểu học vừa học cái này vừa học cái kia, tham đến thế. Làm sao mà làm được? Thánh hai tay. Có phải là thà. Rồi, ok. Đây, hà hơi đúng không? Đúng không? No, when do you often do it? Khi nào bạn thường làm những hành động như này? When you often do it. Khi nào bạn thường làm những hành động như này? Hay khi bị lạnh. Khi lạnh ăn hành. Mệt à, hơi thổi nặng. Rồi. Một là mệt, hai là khi mình lạnh thì mình hà hơi cho nó ấm đúng không? Hoặc là khi mệt đúng không? When you climb the high mountain, you feel very very tired or exhausted. You often do the action like this. Đúng không? Khi mà bạn leo núi hoặc lúc nào bạn mệt ý, leo núi thường bạn rất là mệt mệt lừ đứ rồi, lúc đấy bắt đầu thường là gì ạ? Hà hơi ra cho nó gì ạ? Nhẹ người đúng không? Đúng không? Nhưng mà hà 2 3 đến hơi thứ 3 hơn là hơi thứ 4 là bắt đầu là thấy như hết hơi. Bây giờ muốn hai hơi thì nhẹ người thôi, đúng không? Nhưng hơi tư thì hết hơi. Nhưng thực ra là nói là giống như kiểu hà hơi, nhưng mà thì âm hát này của chúng ta không nhất thiết phải hà nhiều hơi như thế đâu. Mà vào từ bạn chỉ cần nhả một tí hơi là được rồi. Tức là khi vào từ bạn được đọc là hot là được. Đừng hot, có nghĩa là không có tí hơi nào. Mà là gì ạ? Hot. Tức là bạn thả ra một tí, thả ra một tí hơi. Đấy chưa? Thì là âm sẽ chuẩn. Âm này dễ lắm. Giờ chỉ xả ra một tí hơi thôi, đừng có đóng hơi là được. Giờ ví dụ vào từ nhá. Cái mũ, bạn không có hát hơi được dòng. Hát, hát. Giờ có hơi này, hot. Đấy. Nó khác thế. Hoặc là nóng này, hot, hot. Đấy là không hơi này, ra hơi này, hot. Đấy chưa? Đấy. Nó chỉ như thế thôi. Ta chúng ta xả một tí hơi như âm này ai làm được dễ. Rồi, và từ này không đọc here, không đọc here mà là here. Yeah. Here. Đi và đọc đi ạ. Rồi tiếp theo, không đọc how mà đọc là house. 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 Không đọc hát mà là hat. Hat. Tiếp này, ta hơi này. Hot. 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 Nhà nào bật quạt đấy. Làm như sóng thần ấy nhỉ. Hà Nội sáng lạnh lạnh nha, chiều này thì ấm ấy. Chiều rồi. Hot. Lại. Rồi, qua từ nha. Here. Here. House. House. Hat. Hot. 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 Rồi, ok. Hot. Ông kia đọc lại lượt đi cho chắc. Here. House. House. Hot. 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 Yeah. Yeah. Đây, âm tiếp theo. Các bạn âm này ra gì? Hơi. Ra gì? Ra âm. Âm này là hơi. 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 Ra, ra, ra âm. Vâng, rồi. Hơi. Âm. Âm này là âm ra. Âm. Âm. Dạ, ra âm. Ba. Rồi, quan sát khởi miệng này. Bạn ghi, ghi chú ấy thì ghi là ra âm. Gì? Bi. Đấy, ra âm cộng môi ghi chú như thế. Ra âm cộng mí môi. Thế là mình hiểu là âm đấy như nào rồi đúng không? Bi. Đây, quan sát cô làm này. Bi.
mím môi nhưng không mím quá các bạn nhé. Đừng có mím thế này nhá. Như thế. Một chút để. Dạ. Nó chỉ hơi mím thôi, đừng có mím quá. Đây. Nó hơi một chút rồi này. Quan trọng hai môi nó phải dính chặt vào nhau. Dạ. Bắt đầu nghe nghe cô làm nhá. Bờ. Nó phải bờ ruộng bờ ao vừa rào Việt Nam mình đâu mà bờ nó nước chung nó đặt hơn được chưa? Bờ. Mím nha, đừng mím quá ra chữ bờ đấy. Bờ. Làm được hết chưa? Bờ. Ổn được hết chưa? Bờ. 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 Âm này đấy, bạn nào hơi mím môi mím quá thì ra chữ bờ đấy ạ. Cô nói mà nhiều quá, cô phải tắt đi cái. Rồi, ở cuối một chữ thì đọc nhỏ bằng 2/3, vậy sẽ phải giảm volume đi. Bây giờ giảm volume nhá. Bờ. Cả lớp làm đi. Bờ. Bà. Bây giờ đấy, làm đi. Bà. Rồi bây giờ volume to nhá, volume to này. Bà. Bây giờ giảm volume nhỏ nhá. Bà. Chị Tuyết mím quá nên ra chữ bờ mới thành mím này. Cô dạy thế đâu, ra chữ bờ đấy, hơi mím rồi. Bờ. Đấy, đúng rồi đấy. Bờ. Đừng mím quá là ra nó ra bờ đấy. Nhiều người bị lắm, nhiều người mím quá là ra chữ bờ ngay. Bờ. Ba. Yeah. Ok. Xin mời vào từ. Đây. Quan sát đừng đọc vội nha. Để ví dụ thường từ này mình không đọc là bét bét là bờ của Việt Nam mình mà mím môi lại. Các bạn nghe đã. Mím môi lại các bạn sẽ cảm giác thấy âm này khác hoàn toàn này. Nghe cô đọc với đầu là bét đúng không? Bây giờ mím môi này. Bẹt. Thấy không, khác không? Bẹt. Khác không? Nghe đã, đừng đọc theo vội. Đọc theo vội. Từ tiếp theo nhé, mình thường ngồi đọc baby đúng không? Bây giờ mím môi khác hẳn này. Baby. Khác không? Tiếp theo nhé, từ đừng đọc vội. Để nghe thấy sự khác biệt đã. Tiếp theo từ bia để uống đúng không? Mình đọc là bia đúng không? Bây giờ mím môi khác hẳn này. Beer. Khác không? Khác là bia nhá. Được chưa? Cứ hơi mím môi lại một chút nó khác hẳn. Bình thường mình đọc là beautiful đúng không? Bây giờ chỉ cần hơi mím môi một chút này. Beautiful. Khác hoàn toàn là beautiful đúng không? Tiếp nhá. Mình không đọc pub không, cũng không đọc pub b to như thế mà chỉ là nhỏ này. Pub. Được chưa? Tương tự như thế mình không đọc job nhá, không đọc job bờ nhá, mà sẽ đọc gì ạ? Nhỏ job. Được chưa? Job. Được chưa? Đấy, nó nhỏ như thế. Theo không đọc club bờ nhá, mà đọc là club. Được chưa? Hiểu được chưa? Bắt đầu vào từ đọc nha. Cả lớp đọc không? Bed. Baby. Các bạn. Beer. Beautiful. Rồi, đọc lại từ âm từ đầu nha. Bed. Rồi, nhớ dí chặt hai môi nhau nha. Bed. Baby. Baby. Rồi ạ. Beautiful. Beautiful. Từ này. Job. Club.
Clap. 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 Rồi, xin mời cả lớp tự đọc lại đi. Hơi mím môi lại thôi. Mà đọc. Đọc đi ạ. Baby. 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 Bear. 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 Rồi, ok. Đấy, thấy bạn nhỏ nhỏ bạn đọc hay không? Thấy Trung Anh lớp mấy rồi? Dạ lớp 4. À, lớp 4 à, lớp 4 rồi, mẹ đã cho vào đây học rồi cơ. Lớp 4 mà con đọc hay vết nhờ. Đọc hay đấy, tích cực như thế. Đúng không? Nhưng mà thực ra là cái phần phụ âm này thì lớp 4 học theo không vấn đề gì, vẫn học được. Nhưng mà đến sang phần mấy phần tiếp theo là học hơi khó một tí đấy. Rồi, ok. Sang âm tiếp theo một âm nữa nha. Một âm nữa rồi chúng ta sẽ sang phần giao tiếp à. Thế là hôm nay cũng chẳng biết bao nhiêu âm này, cũng khá đấy. Rồi. Âm này ra gì ạ? Theo cả lớp. Đúng rồi, ra hơi. Âm này ra hơi. Ra hơi. Cũng cộng mím môi nhá, giống hệt âm bờ thôi, nó vẫn mím môi nhưng mà nó là ra hơi chứ nó không được ra âm, được chưa? Ra hơi. Cộng mím môi, được chưa? Rồi. Đọc âm này. Đây. Rồi, đọc âm này như thế nào đây ạ? À? Đây, mím cái môi lại nha. Dạ, mím môi lại này. Dạ. Thấy không? Âm này người Việt Nam mình ai cũng làm được rất dễ. Âm thực ra Việt Nam mình ra hơi làm rất là dễ. Nhưng mà các nước ví dụ Philippines, Singapore, mấy lại Trung Quốc như mấy cái nước đấy là Nhật Bản ấy là nó nói mấy lớp ra hơi khó lắm. Nó đọc là toàn prepare, ti, tok, tok, tok như nó không đọc tok rồi ạ. Pen. Nên nó toàn đọc dịa ra ra âm hết rồi. Đọc là people luôn, đúng không ạ? Ở Việt Nam thì có thằng đọc peo mồ luôn. Rồi, phải ra hơi nhá. Rồi, bây giờ bạn từ thử nhá. Đây. Từ đầu tiên mình không đọc từ này là gì? Không đọc là pen nhá, mà đọc là gì? Pen. Được chưa? Tiếp theo nhá, không đọc paper nhá, mà là paper. Đấy, nó ra hơi, được chưa? Không đọc people nhá, mà đọc là được chưa? Không đọc stop không nhá, mà âm bờ cuối này stop. Được chưa? Không đọc stop không nhá, cong cái môi trò lên nhá, còn bờ cuối này shop. Được chưa? Tiếp theo không đọc keep nhá, mà là keep. Được chưa? Rồi xin mời cả lớp đọc theo cô, hơi mím cái môi lại một chút nào. Pen. Pen. Paper. 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 People. Stop. Stop. Cong môi, cong môi này. Stop. 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 Keep. Keep. Rồi, xin mời cả lớp tự đọc lại ạ. Pen. Pen. Paper. Paper. Stop. 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 Pen.
Paper. Nhìn thấy một cái số cái miệng chưa đọc đúng nhỉ? Đọc đi. Đọc con âm mà không đọc nó không theo đâu. Pen. Paper. Paper. Thấy mình không bằng em ấy đúng không? Em khỏe thật, đọc siêu. Giọng đấy, thanh ảnh. Thật ra thì đấy, thực ra là cái phát âm ấy hơn nhau ở chỗ là gì? Bạo dạn thôi. Khỏe. Cứ bật ra. Cứ bật ra nó khác quen. Chứ còn ngồi mà nghĩ mới lại kiểu như nghe để hiểu ấy còn lâu mới làm được. Phát âm là phải hay. Yeah, phát âm là phải hay. Cứ đọc nó ra nó cứ bạo miệng nhưng mà đọc thôi. Đúng không ạ? Sai thì sai. Nó có gì đâu. Nó dễ lắm ấy. Chẳng qua chúng ta có học hay không thôi. Đấy học với cô phát âm. Đây có mà phải bảy âm rồi. Nhòm cái xong đúng không? Biết mấy âm vỡ thì nghĩa ra nhỉ? Vỡ nghĩa ra khối. Thì nó cứ chỉ có thế, có cái gì khó đâu. Vâng. Đấy. Một cái trụ môi này hay là cong cái môi này đúng không? Cái gì đâu, xòe cái miệng ra. Đúng không? Mấy âm chỉ có thế thôi. Còn mấy kiểu nữa thì học từng âm một sao có thấy các kiểu khác nhau thôi. Các kiểu miệng khác nhau. Đúng không? Đấy, trụ môi này không xòe ra đúng không? Thấy trụ ảnh chả trụ môi đấy này. Đúng không? Trụ ảnh chả trụ môi này, trụ môi giỏi lắm gì đâu. Đúng không? Đấy, phát âm nó chỉ có thế thôi và từ đọc có chuẩn. Đấy, bây giờ cũng đọc paper đấy nhá. Paper. Đúng chưa? Paper. Giờ cũng đọc chin nhá. Paper. Chin. Đúng không? Giờ không đọc shop nữa nhá. Cong cái môi này này. Shop. Shop. Đấy, hay hơn nhiều. Shop. Nghe nó tây chưa? Học từ trước rồi bảo Việt Nam mình biết vì sao nó thất phong thánh sờ không? Bởi vì sao ạ? Bảo là ui tiếng Anh nó có âm gió. Thế là mình cứ sờ ra tí cho nó sờ ra tí cho nó có gió thì cảm giác nó tây. Cho nó giống tây. Thế là gì ạ? Ông nào cũng sờ. Ông nào cũng sờ. Đúng không? Không có sờ cũng sờ. Đấy à? Thế là bỏ cái sờ đi nhá. Nó có âm gió nhưng mà gió nó phải thế đấy ạ. Thế ạ? Đúng chưa? Còn âm gì ạ? Đấy gió đấy ạ. Ra hơi đấy. Đúng không? Đấy. Gió từng âm khác nhau. Chứ không phải giống nhau hệt nhau đâu mà sờ hết luôn. Hiểu không ạ? Đấy. Xong rồi. Xong phần phát âm rồi.